Tối 6 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, công an quận Bình Tân đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ băng nhóm áo cam cả trăm người xông vào quán ốc trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đập phá, chém nhiều người. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục truy xét các nghi can khác. Như báo Thanh Niên đã thông tin, theo hình ảnh từ camera ghi lại khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6, trong lúc một số thực khách đang ngồi ăn tại quán ốc này, thì có đến cả trăm thanh niên mặc áo cam giống nhau đi trên hàng chục xe máy, cầm theo hung khí xông vào quán đánh, chém loạn xạ. Các nhân viên của quán cùng nhiều hành khách đang ngồi ăn phải bỏ chạy tán loạn. Trong đó có một người đàn ông chạy không kịp bị nhóm người này dùng hung khí tấn công tới tấp, khiến cho nạn nhân ngồi gục ngay trên sàn. Đập phá và đánh người xong, những người này lên xe bỏ đi. Các thanh niên mặc áo cam này cầm theo hung khí như giáo mát, cây ba chĩa tự chế, đi xe máy thành đoàn trên đường từ hướng quận 8 sang quận Bình Tân, khiến cho người đi đường hãi hùng. Hiện công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.